Xin kính chào các quý anh chị nhà đầu tư Ở trong nội dung lăng kính đầu tư giá trị tuần này ngày 26 tháng 5 năm 2024 cái ZFIN Việt Nam muốn gửi đến quý anh chị về cái đầu tư tăng trưởng như thế nào cho hiệu quả khi chúng ta áp dụng vào Như chúng ta đã biết thì đầu tư tăng trưởng là một phương pháp mang lại cái lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư nhưng không phải ai cũng có thể tận dụng được Và làm như thế nào để hiệu quả cao nhất đấy chính là mục đích của chương trình lăng kính đầu tư ngày hôm nay. thì uh, trước tiên thì uh, anh chị uh, nếu chưa kịp follow AZFIN việt nam thì hãy bấm vào chuông follow cũng như là chia sẻ những cái nội dung này đến với những cái anh chị uh, quan tâm đến đầu tư giá trị cùng AZFIN việt nam để làm sao chúng ta lan tỏa được những cái nội dung kiến thức uh, đầu tư giá trị một cách chuẩn nhất cũng như là phù hợp nhất đến với các nhà đầu tư, chúng ta cùng nhau hiệu quả và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào nội dung ngay sau đây. Nâng tầm kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn với những bài phân tích, ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong đầu tư khi trở thành hội viên đầu tư giá trị vàng cùng Azfin Việt Nam. Thì à, đầu tiên, các anh chị có thể thấy rằng là những cái cổ phiếu tăng trưởng ấy, thường mang lại những cái kết quả rất cao cho cổ đông. Ví dụ ở đây là cổ phiếu một trong cổ phiếu tăng mạnh nhất thế giới trong những năm qua. Đây là NVDA, một công ty chip. nếu như so với cách đây đâu đó khoảng độ 10 năm thôi, 10 năm thôi thì trao đổi cùng anh chị là cổ phiếu này nó cũng tăng đâu đó đâu đó khoảng độ 300 lần, 2 300 lần. Một cách rất khủng khiếp. Từ mức có vài tỷ đô lên hàng ngàn tỷ đô la. Đó. và để được có sự tăng trưởng này trong giá cổ phiếu thì nó sẽ được hỗ trợ bởi cái nền tảng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Nvda này tăng trưởng rất mạnh thậm chí với cái quy mô tương đối lớn rồi mà lợi nhuận của nó còn tăng trưởng hàng trăm phần trăm thì nó có thể thấy ghê gớm đến như thế nào tiếp theo ở đây là cổ phiếu shop trong khi các cổ phiếu khác thì cơ bản cũng đã tạo đỉnh và gặp những khó khăn nhất định thì Microsoft thì không ngừng băng băng tiến lên một cách rất mạnh mẽ đặc biệt là từ năm 2015 trở lại đây sau khi có CEO mới và các cái hoạt động kinh doanh mới hiệu quả đó chính là mảng điện toán đám mây ở cạnh tranh với Amazon và phát triển mạnh mẽ thì Microsoft đã có được những cái kết quả kinh doanh tăng trưởng một cách ấn tượng Tuy rằng lợi nhuận của doanh nghiệp này lên đến 3, 40, 5, 60 tỷ đô nhưng vẫn có tốc độ tăng trưởng lên đến 20% trên năm. Từ đó nó cũng dẫn dắt cái giá cổ phiếu tăng một cách khủng khiếp và mạnh mẽ không ngừng vượt đỉnh. Theo dự báo của Azfin Việt Nam có khả năng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi Microsoft sẽ trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới vượt Apple. Khi mà đối thủ Apple tuy lợi nhuận hiện tại vẫn cao hơn Microsoft một ít nhưng cái tốc độ tăng trưởng thì đã chậm lại rất nhiều thậm chí là đi ngang và có khả năng có thể điều chỉnh nhất định thì uh, từ năm 2010 đến nay chia sẻ của anh chị là cổ phiếu này cũng tăng giá khoảng độ 18 lần chứ cũng không hề ít đâu khoảng 18 lần khủng khiếp luôn ạ hay là ở Việt Nam của chúng ta thì rất nổi tiếng với cổ phiếu FPT thế fin cũng đã đưa ra các cái đánh giá rất sâu sắc từ năm 2016, 2017, 2018 có cái tựa đề đó là nhà vua có trở lại không? Thời Hoàng Kim có trở lại không? Sau khi AZFIN nhận thấy rằng là FPT cũng đã tái cơ cấu bán đi những cái thứ không phải lợi thế cạnh tranh của mình. Ví dụ như bán đi cổ phần của FPTS, công ty chứng khoán FPT, bán đi cổ phần của TPB, ngân hàng thương mại cổ phần tiền phòng bành, hay thoái vốn tại à, frt công ty bán lẻ kỹ thuật số, hay bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài cho synnex tại công ty fpt distribution tức là công ty phân phối. từ đó dành nguồn lực tập trung cho cái hệ sinh thái hỗ trợ nhau cốt lõi tốt đó là công nghệ, viễn thông và giáo dục. khi đó thì fpt đã thoát khỏi cái mát đó là công ty bán lẻ và chuyển đúng về đó là một công ty công nghệ và từ đó dành nguồn vốn tập trung cho thúc đẩy và phát triển các mạnh trẻ mạng chính giúp doanh nghiệp này có cái kết quả kinh doanh, doanh tăng trưởng ổn định từ đó giá cổ phiếu cũng tăng rất khủng khiếp thì trao đổi cùng các anh chị à, AZFIN cũng may mắn nắm được một ít cũng không quá nhiều đâu từ năm 2013 đến nay là sau khoảng 11 năm thì giá cổ phiếu nó cũng tăng khoảng độ 25 lần Đấy những lô đó Sau đó thì AZFIN cũng có mua thêm Đến năm 2016-17 Thì ở tài khoản đó thì AZFIN không mua thêm nữa Và giữ đến tận bây giờ Và vẫn tiếp tục giữ Thì uh, đó là nhờ cái sự tăng trưởng Trong kết quả kinh doanh Và đây là một cổ phiếu tăng trưởng điển hình Hay đó là một cổ phiếu ACB chẳng hạn Thì đây cũng là một cái cổ phiếu Xếp vào danh mục là chưa phải đề bán Của AZFIN Việt Nam Chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần trong nhiều năm qua chứ không phải là bây giờ mới nói. Thì ACB là một cái ngân hàng có cái nền tảng rất bền vững, tăng trưởng lợi nhuận cao, từ đó khiến cho giá cổ phiếu cũng liên tục vượt đỉnh rất mạnh mẽ. Cho dù hiện nay còn cách xa cái đỉnh năm 2022 lên đến 20%, nhưng thực tế cổ phiếu ACB thì cũng đã vượt đỉnh 2022 trên 20%. Tức là có những cái sự vượt trội mạnh mẽ từ đó mang lại cái kết quả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư kiên trì, kiên định nắm giữ cái cổ phiếu này. Hay là cổ phiếu rất nổi tiếng khác trong lĩnh vực vàng bạc trang sức, chúng ta có thể thấy đó là PNG. Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp mang lại những cái giá trị rất cao, tăng trưởng đâu đó khoảng độ 17 18 lần so với 10 năm trước. Nhờ vào cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này, luôn liên, liên tục có cái sự bứt phá về tăng trưởng chiếm lĩnh thêm thị phần đó từ đó khiến cho nhà đầu tư ngày càng an tâm hơn và có được một cái hiệu quả cao đó. từ đây có thể thấy rằng là các cổ phiếu tăng trưởng mang lại cái sự gia tăng về tài sản rất nhanh cho nhà đầu tư vậy thì triết lý đầu tư cổ phiếu tăng trưởng ở đây là gì thì Azefin Việt Nam cũng tham khảo xây dựng lên bên cạnh đó là việc ứng dụng và thực tế trong nhiều năm qua để rút ra đó là đầu tư cổ phiếu tăng trưởng phải hướng đến đó là cái tiềm năng tăng giá mạnh hơn VN Index trong dài hạn. Mà để có được cái tiềm năng tăng giá mạnh hơn VN Index trong dài hạn thì thứ nhất cần phải lợi nhuận tăng trưởng gấp 2 lần GP đổ lên. Ví dụ GP tăng trưởng 7% thì lợi nhuận phải tăng trưởng được khoảng độ 14-15% trở lên. Rồi tiếp theo cái định giá của cái cổ phiếu nó phải hấp dẫn tăng trưởng dù mạnh đến mấy thì cũng có những mức định giá nhất định chứ không phải là cứ tăng trưởng thì định giá nó là vô hạn cao cũng được đó là những cái sai lầm trong lý thuyết khi học ở trong trường đại học hoặc là đọc sách nhiều anh chị thấy rằng khi đọc sách người ta cho rằng cổ phiếu có pe cao pb cao cho thấy rằng cho thấy rằng uh, cổ phiếu đó được đánh giá cao nhưng mà không hề không hề phải như vậy có thể đó là cổ phiếu lãi hoặc có thể nó đánh giá qua cao quá so với năng lực của nó. Hay là nhiều anh chị cho rằng là đầu tư tăng trưởng là đầu tư các cái cổ phiếu có lợi nhuận tăng trưởng cao và có định giá rất cao. Đấy cũng lại là một sai lầm nữa. Nếu tăng trưởng cao và định giá rất cao thì còn đâu cơ hội hấp dẫn cho chúng ta? Đúng không? Nó đã phản ánh vào vào giá rồi. Vậy thì chúng ta được cơ hội là gì ở đây? Thậm chí khi nó quay đầu thì chúng ta sẽ mất hết bởi vậy những cái triết lý đó sách ghi như AZFIN không đồng tình. AZFIN có một cái tư duy khác, nhìn nhận khác từ cái thực tế đầu tư của mình. Bên cạnh đó thì cũng là từ cái xuất phát thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Lát nữa các anh chị sẽ thấy. Như vậy rằng lợi nhuận tăng trưởng phải cao đã. Và định giá phải hấp dẫn so với tăng trưởng. Và định giá mà lại còn thấp hơn so với trung bình ngành trung bình thị trường hoặc thấp hơn rất nhiều nữa thì lại càng tốt thì rủi ro càng thấp và cơ hội gia tăng lợi nhuận lại càng cao anh chị ạ chứ không phải là cứ chọn cổ phiếu tăng trưởng và nhắm mắt nhắm mũi bất kỳ định giá nào chúng ta cũng vào hay định giá cao rồi chúng ta cũng nhảy vào tôi lấy ví dụ cổ phiếu fpt chẳng hạn tất nhiên cổ phiếu này vẫn là một cổ phiếu tăng trưởng rất dài hạn rất tốt Ờ, nếu vào vùng cái giá 138, 139 vừa rồi Vào giữa tháng 5 năm 2024 Thì rõ ràng rằng nếu xét rất dài hạn Thì rất nghĩ rằng nó vẫn có lợi nhuận cho, cho nhà đầu tư tốt đấy. Bởi vì chỉ cần 1, 2 năm chưa tăng trưởng sau là định giá lại tương đối rẻ Tuy nhiên, tuy nhiên thưa một các anh chị Nếu đứng trên góc độ hiện tại Thì nó cũng có phần nào đó hợp lý rồi chứ không đến mức siêu rẻ. Trừ những nhà đầu tư có thể kiên định, nắm giữ rất lâu dài và bất chấp được cái sự điều chỉnh lớn của cổ phiếu đó thì lúc đó mới nên tham gia. Còn không thì chúng ta để cho an toàn, chắc chắn và hiệu quả cao. Đó là định giá rẻ chúng ta mới tham gia vào. Đó, cho dù rằng cổ phiếu đó thì AZFIN vẫn nắm nhưng mà AZFIN vẫn phải đưa ra những cái đánh giá như vậy. Và cái việc nắm của AZFIN nó sẽ khác cái việc anh chị mua mới. Các anh chị mua mới tức là các anh chị phải xuống tiền với giá cao. Và đây e Zfin mua giá vốn đâu đó nó cũng về không rồi, từ lâu lắm rồi. Thì khi giá vốn về không thì e Zfin không chịu áp lực nhiều lắm. Và rõ ràng cái cổ phiếu nó đang là một cái gì đó nó gắn vào mình. Nó gắn vào mình. Tức là như kiểu là một cái gì đó thân thiện, gần gũi. Thế do đó rằng là bán lúc nào thì bán thôi nhưng mà cố gắng giữ được càng dài càng tốt. Đó góc độ khác nhau anh chị nhà vị thế khác nhau sẽ rất khác nhau thế thành ra là nếu mà nó có điều chỉnh khoảng hai về 120 hai thì thưa anh chị thì anh phim vẫn rất thoải mái bởi vì sao bởi vì giá vốn về không rồi đó thế thì anh phim vẫn giữ rất là tốt rất ok thậm chí về sâu tí nữa thì anh phim lại nhặt thêm được cơ đúng không nhưng ngược lại nếu anh chị mà lao vào 138, 140 Nếu tăng trưởng không sao Nhưng nếu nó điều chỉnh 10, 15, 20% Thì các anh chị ứng xử sao anh chị có áp lực hay không? đó, chúng ta cần phải đặt ra những cái câu hỏi như thế thì cuối cùng chúng ta mới có những cái quyết định. còn tất nhiên nó tăng giá thì tốt quá thôi, đúng không? nhưng mà chúng ta trong đầu tư thì đừng chỉ nhìn về một cái chiều thuận mà các chị anh chị nên nhìn thêm cả cái chiều nghịch. đó là nếu xấu thì sao, đúng không? ạ? À, và đầu tư cổ phiếu tăng trưởng thì thông thường là thu lợi nhuận chủ yếu từ việc tăng giá của cổ phiếu chứ không phải là chủ yếu từ cổ tức đó là những cái đặc điểm chất lý của đầu tư cổ phiếu tăng trưởng là như vậy tiếp theo vậy thì đầu tư tăng trưởng như thế nào cho hiệu quả thì từ những cái yếu tố trong chất lý trên thì có thể thấy rằng đầu tư tăng trưởng cho hiệu quả cần thứ nhất là doanh nghiệp đó tăng trưởng kết quả kinh doanh tăng trưởng lợi nhuận càng cao càng tốt càng mạnh càng tốt nhưng cái điều quan trọng không kém đó là vững chắc anh chị ạ chứ không phải là kiểu phập phù đó mới là cái yếu tố giúp cho chúng ta có thể an tâm nắm giữ và có thể tăng trưởng một cách bền vững trong giá cổ phiếu được. Thứ hai là định giá càng thấp càng tốt. Thấp ở đây là bao nhiêu? Nếu thấp hơn 10 thì tốt quá với những cổ phiếu tăng trưởng 20% chẳng hạn. Thậm chí thấp hơn 8, thấp hơn 7, thấp hơn 6 thì lại càng tốt chứ sao? quá tốt luôn Chứ không phải là đầu tư cổ phiếu tăng trưởng là phải đầu tư những cổ phiếu PE cao Đó là định nghĩa trong sách thôi Và đó chính là những cái sai lầm ngớ ngẩn nhất Mà Phục thấy đó là những cái gì đó ngộ nhận Tất nhiên chúng ta đi mua gì, anh chị cứ thử tư duy như món hàng bình thường đi. Nó tốt nhưng mà giá nó phải đẹp. Thì chúng ta mới có cái lợi ích thỏa mãn được cao. Chứ nó tốt mà giá nó lại rất cao nữa thì còn gì là cơ hội hấp dẫn nữa. Đúng không? Thế thành ra sách không phải là lúc nào cũng áp dụng đúng Không phải lúc nào áp dụng cũng được Anh chị lưu ý một điều là như vậy nhé Tiếp theo Nếu có tổ cổ tức Thì sẽ giảm thiểu được rủi ro rất lớn Thì ở trường hợp FPT ngày xưa Thì phim mua thì cổ tức rất cao Năm nào cũng tăng trưởng tốt Có điều bây giờ giá tăng mạnh quá Thì tỷ suất cổ tức nó lại tự giảm xuống À, vẫn người ta vẫn trả hai lần trong một năm một lần 1.000 một lần sau cũng 1.000 trên số lượng cổ phiếu mới tức là 1, 1.50 đồng tức là một năm nhận được 2.150 đồng thì trước đây thì sẽ mua từ 35 40 45 50 60 70 vẫn mua nhưng bây giờ nó lên lên 134 13 năm rồi chẳng hạn thì cái suất cổ tức nó giảm rồi đúng không Nhưng mà một cổ phiếu tăng trưởng mạnh mà để trả cổ tức được tiền mặt đấy nó còn có một cái ý nghĩa rất hay nữa đó là ROE rất cao thì họ mới làm được điều đó và nó không bị thâm dụng vốn quá nhiều Tức là nó vẫn tăng trưởng mạnh Và nó vẫn có thể trích tiền ra trả được Thì những doanh nghiệp ấy được minh chứng Là những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh Hiệu quả kinh doanh cao và rất bền vững Đó, chứ không hẳn là chỉ là cái dòng tiền chúng ta nhận được đâu Mà nó hàm ý rằng là những doanh nghiệp ấy ROE cao, hiệu quả cao Và những cái doanh nghiệp nào mà ROE ngày càng tăng theo thời gian Thì lại càng xuất sắc Đó và tiếp theo để đầu tư cổ phiếu tăng trưởng nó hiệu quả cao ấy thì cái tính thời điểm cũng rất quan trọng. Thời điểm ở đây không phải là chọn đáy, chọn đỉnh. mà thời điểm ở đây là trong những cái giai đoạn suy thoái, suy giảm, sụp đổ của thị trường chứng khoán. Thì những cái cổ phiếu tốt đến mấy thì cũng bị bán như rác, như cho. FPT cũng thế thôi. Đợt 2022 cũng bị bán rẻ như cho. Rẻ vô cùng luôn. Đúng không? Rất nhiều các cổ phiếu thế. Đó, và đó là những cái cơ hội 10-10 mà chúng ta có được. Thì lúc đó các anh chị phải tinh tĩnh tỉnh để có thể nhìn nhận ra cơ hội thay vì lúc đó đóng cửa cài then, thậm chí và cổ phiếu ra bán cắt lỗ tại đáy. Đó là cái câu chuyện khác biệt giữa nhà đầu tư giá trị và những người đầu tư theo tâm lý đám đông. Nó là như vậy, anh chị ạ. À. Và muốn hiệu quả thì các anh chị phải đi ngược đám đông đúng lúc, đúng chỗ. Đúng lúc, đúng chỗ. Tức là lúc người ta sợ, hoảng sợ, người ta bán tông bán tháo. Thì mình nghiên cứu trước những cổ phiếu rồi Mình biết là đó là cổ phiếu tăng trưởng tốt rồi Tuyệt vời rồi Vậy thì giá nó chiết khấu đến một nửa Thì có mua không? Mua quá thì chê Đúng không? Chiết khấu như thế phải mua Thế thì mua đến lúc đó trở lại tăng giá Không phải nói tăng gấp đôi đâu Tăng gấp đôi là chỉ là trở lại quá khứ thôi Bởi vì sao? Bởi vì sau đó sau khi tạo đáy 2-3 năm sau Thì lợi nhuận doanh nghiệp có khí chỉ 2-3 năm làm bằng vốn chủ xỉu Nếu ROE bằng 26% thì 3 năm vốn chủ hữu tại tăng gấp đôi, thế thì giá cổ phiếu bật lại thường anh chị nó không phải gấp đôi đâu, thậm chí nó gấp bốn lần và thậm chí còn gấp nhiều hơn thế rất nhiều, thì đấy là là đầu tư tăng trưởng, bởi vì cổ phiếu tăng trưởng là giá trị tăng theo thời gian anh chị ạ, đó, lúc anh chị mua đã được chiết khấu so với giá hiện tại một nửa rồi, sau đó giá trị 3 năm sau nó lại tăng gấp đôi cơ, chứ không phải là giá trị nó vẫn thế, thế thì khi đó chúng ta mua được rẻ lại tăng trưởng cao có sự hồi phục mạnh đó thì kết quả nó mới lớn được chứ đúng không ạ thì đấy là những cái tư duy đầu tư tăng trưởng làm sao cho nó hiệu quả cao nhất và có một cái điều thật tuyệt vời ở việt nam thậm chí tuyệt vời đến mức điên rồ đó là cổ phiếu tăng trưởng có định giá thấp hơn cổ phiếu giấy anh chị ạ rất nhiều cổ phiếu ảo giấy kém chất lượng định giá pb bằng bốn năm lần còn cổ phiếu tăng trưởng pb bằng một lần thậm chí bằng 0.8 lần Tôi lấy ví dụ luôn Techcombank vào cuối năm 2022 Đầu 2023 Giá về có 19 mấy 20 BB bằng có chưa đến 0.7 anh chị ạ à. Dòng gì đó là một ngân hàng số 1 trong là các ngân hàng thương mại của phần tư nhân Hiệu quả cao, tài chính tốt Mọi thứ xuất sắc định giá bằng có 0.7 lần Trong khi các cổ phiếu giác lái thì nhiều khi định giá PB 3, 4, 5 lần cơ Thế mới buồn cười rồi rồi là nào là rẻ rách cũng mấy trăm ca rồi vân vân trong khi dự án thì trên giấy doanh nghiệp thì chả chả có gì đó nó rất phức tạp là như thế anh chị ạ đó chúng ta cần phải lưu ý là như thế và ở Việt Nam chính cái sự điên rồ chớ trêu này lại tạo cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị thật lực anh chị ạ còn nếu mà nó là một cái thị trường mà hoàn toàn minh bạch rõ ràng hợp lý là một thị trường hoàn hảo thì dĩ nhiên là khó có cơ hội cho chúng ta có lợi nhuận vượt trội. Anh chị ở đây thì có nếu có người nhà có bạn ở các nước châu Âu phát triển thì các anh chị có thể thấy ở những nước đó ấy, người ta chia sẻ rằng là thu nhập mà đủ sống hài hòa thì rất dễ, rất dễ nhưng mà để vượt trội lên thì vô cùng khó bởi vì về cơ bản xã hội họ cũng đã đến những người mức tối ưu rồi nó không còn nhiều những cái cơ hội 10 mươi rồi còn ngược lại ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì đa phần mọi người vô cùng khó khăn Làm cũng không đủ thu, không đủ chi Rồi không có tiền mua nhà, mua vân vân Nhưng ngược lại có những nhóm tinh hoa Thì họ lại nhìn thấy đâu cũng là cơ hội Và họ rất là kiếm tiền rất là dễ dàng Rất là nhẹ nhàng và rất là nhiều Trao đổi cùng anh chị cái danh sách của Forbes thống kê các tỷ phú ở Việt Nam đâu đó có 4, 5, 6 tỷ phú nhưng mà họ chưa thống kê được cái phần ẩn Đó là các tỷ phú Việt Nam sở hữu bất động sản nhiều lắm Thì thưa anh chị bảo là ra đường gặp tỷ phú thì cũng không đúng Nhưng mà tỷ phú nhiều lắm Có những cái doanh nghiệp ở trên sàn vốn hóa chỉ 4-5 ngàn tỷ thôi Tức là 200 triệu đô Nhưng ông chủ nó sở hữu đất nó lên đến đôi ba tỷ đô anh chị ạ Bởi vì sao phải rất đơn giản như này anh chị ạ một uh, có những người phù gặp rồi các bác các chú chỉ là uh, tất nhiên chỉ là thì nó không đúng nhưng là là phó tổng của những cái công ty vừa vừa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi ở trên sàn ấy nhưng mà một cái bì sổ đỏ luôn và một bì mấy bịch chìa khóa cái số lượng cái chìa khóa cân thưa với anh chị nó cũng lên đến khoảng 40 cân chìa khóa thì các anh chị phải biết như thế nào và tính ra mỗi cái căn của người ta nó khoảng độ trung bình nó khoảng 40 tỷ, 50 tỷ, có căn người ta 200 tỷ, có căn 500 tỷ. Đó. Đây là những ông chú gọi là phó tổng hay kế toán trưởng của những cái công ty bất động sản vừa vừa đấy chứ không phải là công ty to đâu. Họ đã tích lũy được cái tài sản như thế. Thế thì riêng họ thôi cũng đã có lên đến cả ngàn tỷ rồi chứ đúng không ạ? Còn lại thì um, AZFIN cũng gọi là cũng chả có căn cứ gì chính xác cả. Chắc có số thì chính xác nhưng mà ấy tin tin rằng việt nam là nếu mà tính giá trị đất ý, thì tỷ phú đô la có lẽ là không dưới vài trăm đâu thực sự là như vậy đấy rất khủng khiếp đó thì tương tự như thế vì sao một cái đất nước đang phát triển GDP nhỏ như thế mà có nhiều tỷ phú đô la như thế nó cũng giống như thị trường chứng khoán đây này, này đó là người ta ở trên thị trường chứng khoán đa phần Nói các anh chị cũng không nên tự ái Đa phần trình độ thì chả biết gì Đấy nói thật với anh chị như thế Trình độ cao lắm cũng chả ai Trình độ chả biết gì Nhưng mà suốt ngày gọi là Chém gió Dự báo thị trường chứng khoán rồi Vỗ ngực ta đây để vân vân Trao đổi cùng anh chị Phụng có những người bạn Nói chung là lúc đầu thì Hỏi thì Phụng có chia sẻ với đầu tư Nhưng sau các bạn nghĩ rằng là Ồ các bạn ấy Tư duy các bạn có tư duy riêng bởi vì các bạn cũng là những người đi làm rất thành công Thu nhập đâu đó cũng cả tỷ tha một năm Thì các bạn bảo ủi việc quan tâm gì thằng Phục nói thế Tao có tư duy riêng của tao Việc gì phụ thuộc mạnh Nhưng mà rất tiếc với các anh chị Đa phần họ lao vào thị trường 2-3 năm sau trắng sạch tay Đó là như vậy Trên thị trường chứng khoán thì không nên có cái tôi to quá Hay là trên thị trường chứng khoán thì cũng không có thần đồng À, thì chính vì những người như thế à, Đấy lại còn là những người giỏi đấy Thậm chí rồi còn rất nhiều các anh chị à, Đi làm Gọi là nhân viên văn phòng Vân vân các anh chị chả hiểu gì về tài chính cả Suốt ngày lên mạng cứ hóng đứa này Nghe đứa kia cứ phí mạng liên tục Ra vào liên tục ra Và chi thích nhất là cổ phiếu Là lướt sóng hỏi cổ phiếu này vào được không Múc được không ABC vân vân Thế là múc vào đến lúc đó lỗ ra cuối cùng chả biết làm nào nhưng mà nếu là đầu tư cổ phiếu giá trị Nếu mua vào nó có giảm sâu chẳng hạn rồi nó sẽ trở lại thôi Cổ phiếu tăng trưởng lại trở lại càng mạnh Đấy thì ở Việt Nam thưa mấy anh chị Trong một cái biển người đầu tư Thì cái tỷ lệ những người có chuyên môn thực sự Đâu đó nó chỉ 1 đến 5% thôi Đó vừa là thách thức Nhưng đồng thời là một cơ hội cực kỳ lớn Tức là nếu anh chị trang bị được những kiến thức tốt thì rõ ràng rằng các anh chị nằm trong top 1 đến 5% nhà đầu tư tốt nhất. Thế thì các anh chị chỉ phải đối đầu với 95% đám đông hung hãn nhưng mà không có hiểu biết, không có một chút ít gì năng lực đầu tư. Thế thì dĩ nhiên là về dài hạn các anh chị sẽ thắng họ thôi. Tất nhiên cái điều này thì nói về bảo là vui mừng hay không thì cũng không phải. Vì sao? Bởi vì của đau thì con sót. Các nhà đầu tư mất thì xót xa lắm chứ. Đúng không? Đứng trên góc độ là nếu mà mình ăn được của người thì cũng chả hay ho gì. Đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta ở đây không phải, đầu tư giá trị ở đây không phải là đẩy giá cổ phiếu lùa gà úp bô. Mà rất đơn giản là chúng ta thuận theo thị trường. Có giá rẻ thì tôi mua, giá cao tôi bán. Tức là mình cũng chả làm hại ai cả. Chẳng qua là mình cố gắng, nỗ lực để mình tốt hơn. và từ đó có cái kết quả cao hơn. Đó và ở Việt Nam chúng ta, trong những năm qua và đến tận bây giờ đang có một cái sự điên rồ này cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu blue chip cổ phiếu đầu ngành có định giá thấp hơn so với cổ phiếu giấy và cổ phiếu không tăng trưởng tiếp theo về cái câu chuyện Đọc vị cổ phiếu thì tuần trước thì ái phim cũng có đưa ra dựa trên là yêu cầu của rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều nhà đầu tư Ờ, đó là họ mong muốn là phim mở lớp đặc vị bởi vì gần một năm một năm rồi phim không mở thế thì từ những anh đặt hàng như thế thế thành ra là mới công bố tuần trước ấy, thì các anh chị cũng đã đăng ký đâu đó đâu đó khoảng độ gần 50 mươi suất rồi thì về cơ bản thì cũng chỉ còn năm suất nữa thôi vị không muốn mở rộng thôi thì anh chị nào mong muốn mình lọt, lọt vào top những nhà đầu tư tốt hiểu biết về kiến thức thì có thể đăng ký tham gia Tuy nhiên thì cũng lưu ý cùng anh chị Học 4 năm đại học ra thì cũng chỉ nhận lương khởi điểm 8-10 triệu 7-8 triệu Vậy thì cái học chứng khoán này cũng thế Các anh chị phải áp dụng vào liên tục Thì lúc ấy nó mới thành tài, nó mới hiệu quả Chứ không phải là đi học vài hôm nghêu ngao mà Về chúng ta có thể đầu tư Chúng ta có thể kiếm tiền tỷ trên thị trường chứng khoán đâu Đấy là ảo tưởng Đó thì cái nội dung đọc vị cổ phiếu ở đây Muốn giới thiệu với các anh chị Đó là hiểu sự vận hành của doanh nghiệp qua báo cáo tài chính Tức là như nào? Nhìn báo cáo tài chính thì mường tượng là doanh nghiệp đang như thế nào? Tốt hay xấu, tăng trưởng hay không, chín mùi hay thế nào? Rồi là nhìn ở bên ngoài doanh nghiệp đang hoạt động thì biết ngay là nó sẽ phản ánh vào báo cáo tài chính ra sao? Rồi tiếp theo là cái cách đọc hiểu báo cáo tài chính chỉ trong vài phút. Đọc hiểu vài phút nó dễ lắm. Chứ không phải đọc là gọt gạch đầu dòng nào cũng đọc. Áp dụng năm bảy chục chỉ số vào. Không, mà có cách đọc. Rồi khai thác cái sự kỳ diệu của cái báo cáo thường niên rồi có cái việc là vạch mặt 6 dấu hiệu rủi ro trong báo cáo tài chính chỉ 3 phút Thì cái 6 dấu hiệu này thẳng chẳng qua là nghe nó hay và bà con rất thích Nhưng mà thực ra chia sẻ của anh chị đấy là cái khởi điểm qua thôi Cái đơn giản thôi để loại bỏ doanh nghiệp lởm Chứ chúng ta cũng chả đi sâu vào nó để làm gì cả Đó thì cái nhận diện 5 cơ hội xuất hiện trong báo cáo tài chính là một cái rất hay Để có thể áp dụng phát hiện ra những cái cổ phiếu tăng trưởng Những cái cổ phiếu mà có tiềm năng tốt trong tương lai rồi phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu dựa trên các cái chỉ số chỉ có Ezefin Việt Nam đưa ra thôi và tìm ra các cái doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng mạnh để chúng ta có thể đầu tư tăng trưởng một cách hiệu quả anh chị nha thì đấy là nội dung như thế tiếp theo thì đến phần Q&A thì uh, trong khuôn khổ nội dung hôm nay thì thực sự thì Ezefin thì cũng không lấy các cái câu hỏi trực tiếp từ các anh chị mà Ezefin lấy các cái câu hỏi từ các anh chị trong hội viên uh, hội viên rồi Ezefin cũng lấy câu hỏi từ các anh chị trong các báo cáo chiến lược tức là những khách hàng thân thiết của AZFIN Việt Nam. Và AZFIN nhân đó thì cũng chia sẻ đến với các anh chị để các anh chị hiểu rõ hơn về các cái nội dung đó. Và lưu ý các anh chị là như này, cái việc này là cũng được AZFIN Việt Nam cân đối. Những cái câu hỏi mà nó không có cái hữu ích nhiều lắm thì AZFIN bỏ qua. Đó, bỏ qua anh chị nhé. Đó, ví dụ như những cái câu hỏi là mua con này T3 được không? Con này chén được không? Con này thế kia, thế kia được không? Thì ấy thì phim sẽ bỏ qua. Với xét phim đi vào sâu vào những cái câu hỏi hay, thú vị, giúp ích được nhiều nhà đầu tư. Đầu tiên là cái câu hỏi VA có phải cổ phiếu tăng trưởng tốt không? Thì uh, VA vừa rồi thì thực sự là e phim cũng chia sẻ từ rất nhiều. Từ đầu năm 2023 đến nay cơ. Rồi ừ, giá cổ phiếu hồi muộn rất rẻ và ngay cả cách đây có một tháng, thì chưa đến một tháng thì Zepfin mua giá có 35 thôi. Thì uh, rất nhanh chóng nó tăng lên khoảng 42, 43. Bây giờ mọi người mới khen là à, cổ tức nó 5 năm đồng, cao thế. Nhưng mà thực ra cái cổ tức đó thì Zepfin cũng đã chia sẻ với anh chị không giấu diếm rồi. Cổ tức của năm 2024 này dựa trên kết quả của 2022. Kết quả 2022 trong báo cáo hợp nhất ý, thì 2023 thì VA mới nhận được cổ tức của Honda, Toyota và Ford và 2023 nhận được cổ tức thì ghi vào lợi nhuận công ty mẹ và từ cái lợi nhuận công ty mẹ thì trả cổ tức trong 2024. Thế do đó này, Thế đã dự báo trước rồi gửi đến nhiều anh chị tham khảo rồi. Nhưng mà vì anh chị thấy giá cổ phiếu nó cứ loanh quanh nó không tăng, thế thì các anh chị chán và không thấy nó ngon. Thì bây giờ khi giá nó tăng lên 42, 43, 44, 44, 43, 44 thì các anh chị mới đầy nó ngon mới đầy nó hấp dẫn đúng không thế thì lại đặt ra câu hỏi đây có phải cổ phiếu tăng trưởng không vừa rồi giá nó tăng chứ không phải là cổ kết quả kinh doanh tăng và chúng ta lưu ý rằng cổ phiếu tăng trưởng ấy là cổ phiếu có cái kết quả kinh doanh tăng theo thời gian nếu nhìn vào đây đầu tiên là nhìn về chỉ số tài sản thì tương đối an toàn về cái việc liên quan đến tài sản dở dang của nó gần như không có cho thấy nó không mở rộng Thế như vậy là cái việc tăng trưởng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào các cái công ty liên doanh Honda, Toyota và Ford. Tiếp theo nguồn vốn thì nó rất an toàn, toàn bộ là gần như toàn bộ vốn chủ xíu. Và trong tài sản thì chủ yếu là tiền. Gửi ngân hàng lên đến 10, 14, 15, 16 ngàn tỷ. Rồi tiếp theo về tăng trưởng doanh thu, anh chị có thể thấy đây tăng trưởng doanh thu của công ty này nó không tăng, thậm chí đi ngang. Cho thấy các cái hoạt động nó tự vận hành không tăng trưởng tí nào cả, thậm chí giảm, thụt lùi. Còn cái lợi nhuận sau thuế chúng ta nhìn thấy ở đây có thể thấy rằng nó là cũng có tăng một chút đấy. Anh chị nhìn xu hướng tăng một chút đấy. Nhưng về cơ bản nó không rõ ràng. Nó năm cao, năm thấp phụ thuộc vào kinh tế Việt Nam. Từ đó phụ thuộc vào tiêu thụ xe Honda như thế nào, xe Toyota như nào, xe Ford như thế nào. Thì cái việc này từ đây có thể thấy rằng đây là một cái doanh nghiệp chín mùi không phải tăng trưởng. Chín mùi nhé, không phải tăng trưởng. Và chín mùi ở đây là dùng để ăn cổ tức và cổ tức một năm thì trung bình đâu đó khoảng gần 5.000 đồng ví dụ như là dựa vào kết quả kinh doanh 23 thì Azefin dự báo cái cổ tức năm 2025 nếu mà không dự phòng các cái uh, bị loại trứ thì cổ tức nó khoảng 4.500 hơn 4.500 còn năm 2024 thì cuối năm dự kiến là trả 5.035 đồng thì đây là một cái cổ phiếu chốt lại không phải cổ phiếu tăng trưởng mà là cổ phiếu 90 nhận cổ tức Tiếp theo VGI còn tăng trưởng mạnh không? Thì đây lại là một cái cổ phiếu rất hot, có thể nói là nóng bỏng tay. Thậm chí vốn hóa của nó đã có lúc là nó vượt BIDV trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ hai Việt Nam với cái vốn hóa gần 300.000 tỷ. Tức là khoảng độ 11-12 tỷ đô la anh chị ạ. Phải nói là khủng khiếp luôn. Khủng khiếp luôn. Và cái giá nó tăng 4-5 lần chỉ trong vòng một thời gian ngắn qua. Và nhiều người hỏi có phải cổ phiếu tăng trưởng không? Thì đầu tiên là nhìn về cái chất lượng tài sản của nó, quy mô tài sản thậm chí còn đang suy giảm cơ. Suy giảm cơ. Và lượng tiền tăng lên, tài sản cố định giảm, khoản phải thu giảm, do khấu hao tăng vân vân Thì đây là một cái doanh nghiệp không mở rộng nữa, dở ra gần như không có. Nó có mười mấy thị trường kinh doanh nước ngoài, nó đâu có mở rộng đáng kể nữa, nó chỉ có sửa chữa thôi. Và cái lĩnh vực viễn thông, cước gọi điện thoại vân vân ấy thì thưa mấy anh chị là bây giờ nó cũng chín mùi rồi. Đúng không ạ? Đó, chín mươi rồi nhìn vào tài sản nguồn vốn cho thấy không đầu tư mở rộng rồi nhìn vào doanh thu thì thấy rằng a à, doanh thu nó cũng tăng theo thời gian thật đấy nhưng nó cũng không tăng quá mạnh thì có thể nó tăng theo trượt giá hoặc nó có thể tăng theo gọi là có tăng thêm một chút có tăng thêm một chút do khai thác hiệu quả hơn chẳng hạn nhưng nhìn vào lợi nhuận các anh chị có thể thấy có năm thì âm 2 rưỡi có năm thì dương hơn nghìn tỷ và những năm nào lợi nhuận cao ấy thưa anh chị nó chủ yếu đến từ cái hoàn nhập dự à, cái à, lãi tỷ giá chứ nó không phải là đến từ cái lợi nhuận gộp quá cao và cái công ty này về cơ bản nó là một công ty chín mùi rồi còn kết quả kinh doanh, doanh thì nó là chu kỳ biến động nằm dương nằm âm nằm cao nằm thấp nhưng mà cao thì cũng chưa bao giờ thấy nó quá đến mấy nghìn tỷ cả mà nó cũng đều là rất là thấp anh chị nhé đó thế do đó là đây là một cổ phiếu không phải tăng trưởng cổ phiếu chín mùi rồi chín mùi rồi anh chị lưu ý là như thế nha còn về định giá nó đâu đó pe nó khoảng độ hơn trăm lần thôi có khoảng độ trung bình nếu tính pe trên lợi nhuận cốt lõi thì nó khoảng 200 lần đấy nó khoảng như thế đó đó tiếp theo cái câu hỏi vậy hòa phát là doanh nghiệp chu kỳ hay doanh nghiệp tăng trưởng thì đây là một cái câu hỏi rất hay nhiều người cũng quan tâm và rõ ràng anh thép người ta bảo tôi chu kỳ mà nhưng mà tại sao mà tôi thấy nhiều người lại bảo là doanh nghiệp này là doanh nghiệp tăng trưởng Thì muốn biết chu kỳ hay tăng trưởng thì chúng ta cần phải xem xét Đầu tiên các anh chị nhìn thấy là chỉ số tài sản Thì thứ nhất là cái quy mô tài sản của Hòa Phát thì liên tục tăng, không ngừng tăng Và tài sản dở dang chúng ta nhìn thấy cái xanh ra trời kia nó vẫn đang tăng Cho thấy là doanh nghiệp này đang có mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Rồi tiếp theo về nguồn vốn các anh chị thấy nó cũng tăng dần theo thời gian Để đáp ứng việc mở rộng sản xuất kinh doanh như thế còn về tăng trưởng doanh thu ấy, ở đây là 0% tức là ý là năm trước soi năm sau rồi cộng lại trung bình ấy. Nhưng thực ra nếu nhìn xu hướng anh thấy là anh chị thấy là có tăng trưởng Và 3 năm nay có sự điều chỉnh giảm Thì điều chỉnh giảm ở đây không là do kinh tế khó khăn suy thoái giá thép giảm Thế thành ra là cái doanh thu nó giảm nhưng mà nó có đang đầu tư mở rộng Thì do đó là nếu mà nó giảm đến một mức nào đó gọi là mức đáy thì bắt đầu nó lại phục hồi và tăng trưởng trở lại Với Zfin đánh giá rằng 2023 sẽ là đáy về doanh thu và lợi nhuận và 2024 sẽ có sự tăng trưởng trở lại mạnh mẽ Còn về lợi nhuận sau thuế chúng ta nhìn mà xem Về xu hướng chung thì nó vẫn là tăng Nhưng mà trong lúc tăng thì có những lúc giảm rất mạnh Thì từ đây có thể đánh giá rằng Hòa Phát là một cái tập đoàn vừa tăng trưởng nhưng lại vừa có tính chu kỳ Tức là sao? Tức là nó không phải theo hình xin lên bao nhiêu xuống bấy nhiêu về kết quả kinh doanh Mà nó là theo hình xoáy trôn ốc Tức là kết quả kinh doanh trong tương lai dài sẽ cao hơn so với quá khứ Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước thì từ đó cho thấy rằng là cổ phiếu này có mang cả hai đặc tính vừa chu kỳ vừa tăng trưởng và đầu tư tăng trưởng đối với Hòa Phát thì nó phù hợp với những cái giai đoạn kết quả kinh doanh uh, tạo đáy đi lên như là năm 2022 và năm 2023 chẳng hạn thì khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tầm tăng trưởng kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong khoảng 2 đến 3 4 năm trong cái thời gian tới trong thời gian tới anh chị lưu ý như thế nhưng mà khi kết quả kinh doanh nó mà đạt quá cao, cái ROE quá cao, cái biên lợi nhuận quá cao thì về cơ bản có thể phía trước của họ là vực sâu, là chu kỳ sâu. Anh chị lưu ý là như thế nhá. Thì để chúng ta hiểu được về cổ phiếu thì chúng ta biết cách, chúng ta ứng xử sao cho phù hợp nhất. Tiếp theo thì có cái câu hỏi và cái comment của khá nhiều anh chị đó là báo cáo tài chính chỉ thể hiện những gì đã xảy ra nên không có nhiều tác dụng. Thì uh, về cơ bản thì đây là AZFin cũng hoàn toàn đồng cảm với các anh chị. Thì uh, nếu mà ở một cái góc độ mà nghiên cứu báo cáo tài chính chỉ đơn thuần là nhập các con số thì rõ ràng là quá khứ. Nhưng phân tích báo cáo tài chính vân vân của nó thì nó hơn thế rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta đã biết, kết quả ngày hôm nay của chúng ta đó là nó được gieo mầm từ quá khứ. Đúng không ạ? Uh, cái bông lúa ngày hôm nay gặt được chữ hạt thì đó là kết quả của 3-4 tháng trước Trồng mạ chăm bón Thì mới có được lúa ngày hôm nay Đúng không ạ? Hay là kết quả của FPT có được lợi nhuận cao như những ngày hôm nay? Đó là những năm trước họ đã nỗ lực không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Đổi mới liên tục, tái cơ cấu nhiều Thì mới có kết quả kinh doanh tốt chứ Đúng không anh chị? Đó. Hay ngay cả các anh chị Nhiều nhiều khi các anh chị có thể đoán ngay được những cái bạn trẻ này tương lai có sáng lạn hay không vì các anh chị thấy các bạn đầu tư đi học tập đầu tư đi nghiên cứu rất nhiều những cái thứ mới những thứ đi đầu thì dĩ nhiên trước đến vài năm nữa đến thời gian tới các bạn sẽ là những người đi đầu đúng không ạ hay là các anh chị thấy rằng là những cái bạn mà nhân viên ở công ty các anh chị làm việc rất chăm chỉ chịu khó và liên tục là đổi mới sáng tạo thì dĩ nhiên chúng ta nhìn thấy Tương lai của bạn ấy sẽ thu nhập cao tốt hơn Đúng không? Hay là công ty của chúng ta đi Chúng ta chịu khó đầu tư liên tục Mở rộng liên tục Một cách bền vững nhanh nhẹn Thì rõ ràng là 2-3 năm tới kết quả Chúng ta sẽ rất tốt Hay bây giờ các anh chị Sắn tay vào mua những cổ phiếu Tăng trưởng tốt Định giá rẻ Thì 2-3 năm nữa các anh chị mới hái quả chứ Tương tự như thế phân tích báo cáo tài chính ý, Đỉnh cao của nó ấy đó là chúng ta nhìn vào những cái gì những cái con số hiện tại con số quá khứ để chúng ta dự báo được tương lai nó sẽ như thế nào tất nhiên việc dự báo này nó không thể trăm phần trăm nhưng mà càng sâu sắc càng hiểu biết thì dự báo cái xác suất nó càng rất cao ví dụ các anh chị nhìn vào báo cáo tài chính của hòa phát rõ ràng đấy là con số quá khứ nhưng nó thể hiện gì à tài sản dở dang nó đang tăng rất mạnh nó lớn ở dung quất vậy thì kiểm tra thì nó đang đúng tiến độ vậy thì đầu năm 2025 thì nó sẽ có gia tăng thêm sản lượng nếu gặp thị trường xây dựng bất động sản thuận lợi thì nó sẽ tăng được doanh thu và lợi nhuận rất tốt đó đấy là những cái ví dụ đơn giản nhất basic nhất mà thôi hay là nhìn vào báo cáo tài chính của một số công ty bất động sản giai đoạn vừa rồi thấy rằng a à, quý 2, quý 3 tới lợi nhuận nó còn kém lắm bởi vì nó có bán được hàng mấy đâu đó các anh chị lưu ý là như thế nha Lưu ý là như thế đó Chứ không phải là chúng ta nhìn vào những con cơ quá khứ rồi chúng ta phán nó Mà chúng ta phải nhìn vào đó và chúng ta hiểu rằng họ đang làm gì Và kết quả sẽ đi đến đâu một cách tương đối Tương đối với anh chị nha Chính vì thế cho nên phân tích báo cáo tài chính level cao ấy Thực sự trao đổi của anh chị ở Việt Nam nó không có nhiều đâu Ngay cả các bạn chuyên viên phân tích ở công ty khoán Không phải bạn nào cũng có năng lực này đâu đó, thế thành ra là cái tỷ lệ người mà hiểu biết phân tích sâu sắc thực sự trên thị trường chứng khoán chưa đến 1% đâu. Đâu đó nó chỉ 0,1 đến 0,2% người thôi. Chứ không quá nhiều đâu. Và cái câu hỏi này thì hoàn toàn từ góc nhìn những người anh chị nằm ở cái nhóm 90 mấy phần trăm kia. Bởi vì các anh chị chưa thực sự trải nghiệm đúng, hiểu đúng về cái việc phân tích báo cáo tài chính. Tiếp theo... FPT tăng trưởng tốt thế mà ngày 24 tháng 5 bị bán giảm mạnh từ 136, 37, 38 gì về 131 thì đấy chẳng hạn. Thì thực ra là giảm đấy thì cũng có 3% thôi, cũng có nhiều đâu, 3, 4% thôi, không nhiều, đúng không ạ? Thì sau đó cũng không hẳn là giảm mạnh anh chị nhé. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào đây, đầu tiên thì đây là một cổ phiếu tăng trưởng. Chúng ta nhìn thấy cái tài quy mô tài sản liên tục gia tăng, liên tục gia tăng. Nguồn vốn cũng vậy để nhằm phục vụ cái việc là mở rộng sản xuất kinh doanh. Rồi là chúng ta thấy doanh thu tuy nó không tăng nhưng mà anh chị nhìn xem từ năm 2018 đến 2023 tăng cực mạnh. Còn trước đó nó bị giảm không tăng là vì sao? Là vì trước đó người ta hợp nhất cả cái doanh thu của FRT và FPT Sinex Distribution ấy. Thì tức là khi mà 2018 thì họ bán hai công ty đi chuyển từ công ty con thành công ty liên kết thì rõ ràng rằng doanh thu không hợp nhất thì nó giảm nhưng thực tế nếu doanh thu cốt lõi nó tăng hàng năm rất mạnh mỗi năm trung bình khoảng độ 20% đấy chứ không thấp. Rồi tiếp theo cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng kép mỗi năm cũng 20% chứ không ít một tí nào. ROA và ROE thì liên tục tăng theo thời gian, biên lợi nhuận thì cũng rất cao và ổn định. Điều này cho thấy rằng rõ ràng đây là một cái doanh nghiệp tăng trưởng tốt. Và trong tương lai thì ZFIN vẫn nhìn thấy cái sự tăng trưởng tốt ít nhất 2 3 năm tới. Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên, thưa anh chị, PE của nó đã bằng 25,8 lần. Đấy là chưa trừ phúc lợi khen thưởng 10%. Thì lớn hơn mức trung vị là 136%. Tức là trung vị của họ có 11. Thì tất nhiên cái vị thế bây giờ FPT khác xưa nhiều lắm. Thế thành ra xứng đáng PE cao hơn. Nhưng mà PE nó cao hơn những 136%. Tức là cao hơn 2,36 lần. Thì nó cũng là một cái gì đó lấn cấn với nhiều nhà đầu tư. Và anh chị có thể thấy định giá bây giờ là vượt đỉnh của đỉnh. Tức là PE cao hơn năm 2022. Rất nhiều cao hơn 2018 cực kỳ nhiều. Thì từ đó cho thấy rằng cái việc định giá này so với cái tăng trưởng trong tương lai của FPT có thể nhìn hơn một chút so với quá khứ. Nhưng định giá này nó cũng không phải là một định giá quá rẻ. Và nếu mà định giá không quá rẻ thì chỉ một biến số nào đó thì nó có thể làm giá cổ phiếu đảo chiều. Và cái việc và giảm vài phần trăm là hết sức bình thường. Bên cạnh đó thì cái câu chuyện là cũng có một số nhà đầu tư ngoại trước đây mua FPT không ngừng nghỉ, luôn luôn đòi mua FPT với giá tranh so với giá thị trường. Thì sau cái quá trình tăng quá mạnh thì bây giờ cũng có một số họ bảo vệ họ chốt lời. Thế thành ra anh chị thấy một vài phiên có FPT bị bán ròng với nhau từ nước ngoài đấy. Đó. Ngoài ra thì nhìn các cái định giá khác, bởi nhìn PE không thì không đủ thì PB ở hiện nay bằng 6,5 lần lớn hơn trung vị những 2,71 lần. Thì khi cái định giá cao như thế thì cũng có hot phần dễ hiểu như thế nào. Rồi định giá P trên sale, tức là P trên sale thì nó không được chính xác lắm, bởi vì sao? Bởi vì từ năm trước năm 2018 thì P trên sale tức là giá trên doanh thu của nó thì rất là thấp bởi vì có hai công ty bán lẻ kia, bán lẻ và bán buôn kia. Nhưng mà dù gì thì dù thì nó hiện nay cũng vẫn là đỉnh của đỉnh cao hơn so với 2022 và cao hơn 2018 rất nhiều anh chị ạ. Đó, chính vì thế cho nên là cái việc điều chỉnh ở cái vùng định giá không rẻ của một cái cổ phiếu tăng rất nhiều trong thời gian qua nó là hết sức bình thường hết sức bình thường anh chị nhé đặc biệt là điều chỉnh có vài ba phần trăm thì hết sức bình thường không có gì cả tiếp theo ACB có tăng trưởng được trong 5 năm tới không Thì ACB cũng là một trong những cổ phiếu cổ truyền của ZFIN Việt Nam cũng rất kiên định thì cái câu hỏi này thì được các anh chị trong tích sản hỏi rất nhiều bởi vì các anh chị muốn cầm cổ phiếu này một cái lâu dài và bền vững thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải đánh giá xem ACB nó tăng trưởng dựa vào cái gì? Nếu đầu tiên là nhìn trong quá khứ đi thì chúng ta thấy là quy mô tổng tài sản hay quy mô nguồn vốn của ACB liên tục tăng trưởng rất mạnh mẽ qua thời gian. Rồi cơ cấu thu nhập hoạt động thì cũng liên tục tăng trưởng kép trên 14% năm, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trên 26% trên năm trong vòng khoảng gần 10 năm qua. Điều này cho thấy trong quá khứ đây là một doanh nghiệp tăng trưởng rất mạnh và cái quy mô tài sản nguồn vốn vẫn đang tiếp tục như thế thì azfin cho rằng trong tương lai vẫn tiếp tục tăng trưởng ngoài ra cái tăng trưởng của acb có đạt được hay không còn phụ thuộc vào cái ngành ngân hàng có tăng trưởng tín dụng mạnh hay không thì thưa với anh chị cái quy mô nền kinh tế của chúng ta hiện nay chưa to và còn cái động lực tăng trưởng lớn đến từ fdi tốt đầu tư công ổn rồi đầu tư tư nhân tốt rồi dân số trẻ rồi rất nhiều thứ khác nữa từ đó thì dự báo rằng tăng trưởng của Việt Nam TP khoảng độ 5 đến 7% trên năm từ năm 2024 đến năm 2030. Thế như vậy là với cái việc tăng trưởng GDP như vậy thì rõ ràng rằng tín dụng phải tăng trưởng gấp 2 gấp thậm chí hơn 2 lần so với GDP thì mới đáp ứng được lượng hàng và tiền nó cân bằng nhau. Và các anh chị lưu ý tăng trưởng tín dụng thì sẽ bằng tăng trưởng GDP nhân với cái phần trăm mất giá của tài sản. À, thì để tiền và hàng luôn luôn nó cân bằng nhau, có lạm phát, có mất giá và có tăng trưởng GDP tức là tăng hàng thật. Thế từ đó tín dụng là một trong uh, số rất ít các cái ngành có tăng trưởng rất cao trên 10% trong tương lai. Thì đối với một cổ phiếu tăng trưởng thì định nghĩa tăng trưởng là ESGIN cho rằng là phải tầm trên 12% gấp hai lần GDP thì mới gọi là tăng trưởng mạnh được. Thì với ACB thì với cái việc là nền kinh tế có nhu cầu tăng trưởng tín dụng khoảng 13, 14% năm thì Azfin tin rằng ACB là một doanh nghiệp vượt trội so với ngành và kỳ vọng rằng ACB cũng có thể tăng trưởng cao hơn so với ngành khoảng 1-2%. Chính vì thế cho nên là Azfin cho rằng ACB có thể tăng trưởng trong 5 năm tới với tốc độ tăng trưởng tín dụng khoảng độ 14 đến 15, 16% trên một năm. Thì uh, nếu không có gì thay đổi thì cái kết quả kinh doanh, đặc biệt là lợi nhuận sau thuế của ACB sẽ có cái sự tăng trưởng tương ứng nhưng mà cao hơn một chút bởi vì uh, càng quy mô lớn thì những cái ngân hàng này càng tận dụng được các lợi thế và họ đang ứng dụng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ và giảm chi phí nhân sự vân vân rất nhiều từ đó góp cho cái lợi nhuận sau thuế có thể cao hơn so với tăng trưởng tín dụng bên cạnh đó là các cái thu nhập từ dịch vụ đang ngày càng đóng góp tỷ trọng cao hơn nó cũng làm cho cái lợi nhuận của doanh nghiệp có thể gia tăng hơn như vậy là với acb thì sẽ phim kết luận rằng trong 5 năm tới thì đây vẫn được đánh giá là một doanh nghiệp tăng trưởng tiếp theo viettel post năm 2023 tăng trưởng lợi nhuận hơn 40% liệu có tăng tiếp trong năm 2024 không thì uh, nhìn vào đây chúng ta có thể thấy quy mô tài sản của công ty này vẫn tiếp tục tăng cho thấy là cũng có đầu tư mở rộng rồi nguồn vốn của họ thì cũng tăng nhưng mà nếu nhìn vào doanh thu chúng ta có thể thấy ba bốn năm gần đây thì nó gần như không tăng bởi vì cái sự cạnh tranh quá khốc liệt và mạnh mẽ trong cái lĩnh vực uh, chuyển phát nhanh này cũng như biêu phẩm uh, thưa mấy anh chị trước đây thì rõ ràng viettel post rất có lợi thế bởi vì cái hệ thống của viettel là rộng khắp 64 tỉnh thành trên cả nước các cái đơn vị logistics khác uh, vận chuyển khác vân vân ấy thì họ vào việt nam thì ban đầu họ không thể mở rộng được 64 như thế họ không thể mở rộng nhiều và mở rộng tốn rất nhiều chi phí và đó là một cái lợi thế trước đây rất mạnh của viettel post tuy nhiên thì trong những năm gần đây thương mại điện tử phát triển và chính các hãng thương mại điện tử họ đầu tư tiền cho các cái công ty logistics đó và nó đã phủ khắp ở Việt Nam rồi. Chính vì thế cái lợi thế đó của Viettel cũng đã giảm bớt phần nào. Từ đó khiến cho cái cạnh tranh trở nên khốc liệt. Doanh thu thì đi ngang, lợi nhuận thì cũng đi ngang nhiều năm. Nhiều năm. Và cái kết quả kinh doanh 2023 tăng trưởng trở lại hơn 40% nguyên nhân chủ yếu do 2022 quá thấp. Chứ còn cái kết quả năm 2023 thậm chí vẫn còn thấp hơn 2019-2020 đó nó tăng trưởng do nó tạo đáy quá thấp nó bật lại chứ không phải nó tăng trưởng nhờ doanh thu tăng nhờ mọi thứ khác tăng mạnh mẽ thì từ đây có thể thấy rằng trong tương lai thì thấy xác suất của uh, VTP Viettel Post thì tăng trưởng vẫn còn nhưng lưu ý anh chị thì nó phải trải qua được cái sự cạnh tranh đã rồi cái việc tăng trưởng này AFP đánh giá là nó sẽ phập phù và nó không chắc chắn và ổn định được bởi lẽ là các cái hãng thương mại điện tử thì nó cũng có công ty riêng còn tất nhiên cái quy mô thị trường của Viettel Post cũng tăng nhưng mà gấp phải sự cạnh tranh của các đối thủ lớn mới cũng rất mạnh từ đó thì đánh giá cho năm 2024 thì Fin kỳ vọng rằng là lợi nhuận nếu có thể tăng trưởng thì nó cũng trở lại tăng trưởng chậm chứ nó không thể nhanh được với cái mức cao như thế từ đó thì cổ phiếu Viettel Post thực ra là xếp nó vào cái yếu tố là tăng trưởng nhẹ thì cũng hợp lý hoặc là nó có hơi một chút chu kỳ cũng hợp lý anh chị nha à, rồi câu hỏi này lại liên quan đến báo cáo tài chính tức là chắc là anh chị quan tâm đến khóa đọc vị thì nếu biết báo cáo tài chính mà đầu tư giỏi thì kiểm toán họ đầu tư giỏi nhất đúng đây là một nhận xét vô cùng sâu sắc và hay à, thưa mấy anh chị nếu mà phân tích báo cáo tài chính theo sách được thì rõ ràng các giáo sư ở các trường đại học là những người đầu tư chứng khoán giàu nhất thị trường chứng khoán nếu mà lập báo cáo tài chính một cách thành thạo nắm rõ được các con số trong quá khứ thì rõ ràng các bạn nhân viên kế toán sẽ là những người đầu tư giỏi nhất rồi là nếu mà soi đánh giá theo cái góc nhìn của kiểm toán mà thành thì rõ ràng kiểm toán là giỏi nhất, đầu tư thành công nhất. Nhưng lưu ý các anh chị như này, phân tích báo cáo tài chính hay là đọc vị cổ phiếu, đây là một phần chính trong đọc vị cổ phiếu. Thì cái góc độ nhìn nó sẽ khác với kiểm toán, khác với kế toán và khác với các giáo sư đại học. Tưởng chừng như gần với các giáo sư đại học bởi vì họ đã dạy phân tích đầu tư nhưng thưa anh chị cái phân tích báo cáo tài chính thực sự hữu ích hiệu quả ở bên ngoài ấy, thì nó khác xa lắm còn những cái kiến thức nền tảng của sách rất quan trọng nó tạo cho chúng ta kiến thức nền tảng thôi chứ nó không phải là áp những cái đó nguyên bản vào mà có thể thành công được đấy góc nhìn báo cáo tài chính nó gần giống của một giám đốc tài chính thì đúng hơn tức là họ nhìn một cách tổng quan tổng thể xem cái cơ cấu tài chính của mình có ổn không chất lượng tài sản mình tốt không đó mình cần đầu tư thì năng lực như thế nào, đầu tư vào đâu ra sao và đã đầu tư thì đầu tư cái gì rồi nó hiện lên ở đâu bao giờ vào hoạt động rất nhiều các thứ khác nữa và cái quan trọng nhất của báo cáo tài chính là các anh chị nhìn báo cáo tài chính thì anh chị có thể mường tượng được ra doanh nghiệp đang như thế nào và ngược lại nhìn doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó phản ánh vào báo cáo tài chính ra sao thì từ đó nó mới có một cái thể gọi là thống nhất giữa báo cáo tài chính và doanh nghiệp. Chứ nó không phải là tách rời báo cáo tài chính là một bản giấy đọc vanh vách nó ra mà cũng không cần biết doanh nghiệp như thế nào. thì đấy gọi là học chay mà thôi. Chứ nó không có tác dụng gì cả và không có hiệu quả gì cả. Cái cao nhất của báo cáo tài chính ý, đó là nhìn báo cáo tài chính biết doanh nghiệp như thế nào, nhìn doanh nghiệp biết phản ánh vào báo cáo tài chính như thế nào và nhìn vào đó rút ra được rất nhiều yếu tố doanh nghiệp tốt xấu ra sao có tiềm năng tăng trưởng hay không có thể tăng trưởng mạnh hay nhẹ vân vân ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn vào báo cáo tài chính dược hậu giang đi thì dược hậu giang có khả năng tăng trưởng 2024 đặc biệt 2025 2026 là cũng khá ổn nhất. bởi vì họ đang hành động họ đang mở rộng đúng cái lợi thế cạnh tranh của họ đúng nhu cầu thị trường đang thiếu đấy ví dụ là như thế các anh chị nhá thế do đó rằng là báo cáo tài chính nếu các anh chị muốn học lập báo cáo tài chính thì đi học ở các lớp kế toán nhanh nhất các anh chị muốn gọi là dạy học thì các anh chị phải đọc các cái sách về báo cáo tài chính và học các giáo sư còn các anh chị muốn gọi là soi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để kiếm tiền thì các anh chị học kiểm toán nhưng các anh chị muốn đầu tư chứng khoán hiệu quả thì phải dựa trên góc nhìn của đọc vị cổ phiếu đọc báo cáo tài chính một cách sâu sắc và gắn với thực tế đó thì đây chính là cái đọc vị đó, thì trên đây chính là những cái nội dung thì phục cũng chia sẻ đến các anh chị cũng khá dài rồi. Anh chị nào quan tâm thì nhanh tay đăng ký thì cũng chỉ không còn nhiều đâu. Đó, thì uh, xin chúc các anh chị có những cái nội dung kiến thức hữu ích hay và hãy nhớ follow kênh cũng như chia sẻ những cái nội dung thú vị đến với nhiều nhà đầu tư hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những lần sau.